Dạ, Jim kính chào quý vị các bạn. Xin mời quý vị các bạn đến với là hành trình vượt cùng Jim. Sáng hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2018 quý vị, ngày Chủ nhật. Jim đang có mặt tại khu vực ở thành phố biển Vũng Tàu quý vị. Hôm nay là thời tiết không có được gọi là ánh sáng nó không có được là trong xanh lắm quý vị. Thời tiết Vũng Tàu hôm nay nó có một tí gì đó hơi buồn buồn. Giống như ông trời hôm nay không cũng buồn hay sao á. Nên là cái tiếng cái xe xe lạnh của cái gió đông bắc các vị cũng đang ảnh hưởng đến Vũng Tàu. Thì sáng hôm nay là Jim đang đi ra khu vực ở bãi biển dạo chơi quý vị, để ngắm nhìn bãi biển cuối tuần. Tại vì đi dạo biển quý vị, ta nghe được cái tiếng sóng biển cũng như cái tiếng gió và cái không khí quý vị nó rất là thoải mái tinh thần, nên là Jim rất thích đi dạo biển. Thì sáng hôm nay Jim đang có mặt tại khu vực ở bãi biển Vũng Tàu, thì có thấy có những anh chú ngư dân quý vị, chú này đang đi câu cá. Jim ghi hình bị xem. Câu cá thì cái món này Jim cũng thích quý vị. Có điều là Jim câu ít khi nào mà dính con cá nào đó. Thì lúc nhỏ thì ưa câu ở sông, còn câu ở biển thì chưa thử bao giờ. Câu ở sông thì cái sóng nó không có mạnh như ở ngoài biển. Rồi cách câu cá, những cái lưỡi câu ở khu vực ở ngoài ngoài biển nó cũng khác ở sông. Wow. Câu này câu giật luôn à. Dạ, hôm nay bầu trời Vũng Tàu có mây che nên là cái ánh sáng nó không được rõ lắm quý vị. Cảm giác nó hơi buồn buồn. Dính. Wow. Chưa đầy 15 giây. Chưa đầy 30 giây quý vị. Này không biết cái gì nhỉ. Đó. Wow, để xuống đây là giật lên là dính luôn. Jim đi qua bên đây xem.
Ở đây bị trong câu chuyện câu cá ở Việt Nam thì có không biết quý vị đã nghe câu chuyện Lão Vọng hay là bên nước ngoài thì có câu chuyện của Khương Tử Nha vậy, cầm cần câu cá. Ở Việt Nam mình có cái món gọi là chả cá Lão Vọng ở ngoài Hà Nội vậy. Dạ, hôm nay đi lang thang thì gặp cảnh có cái chú này đang câu cá rồi. Dạ, câu cá ở biển nó rất là hấp dẫn. Wow, dính. Cái này không biết cá nó có gì, cá nhìn nó tròn tròn, giống như cá chim. Cái to nữa. Trung bình tốc độ câu là chưa được 30 giây là dính một con rồi. Dính tiếp thì mới vừa xoay người một cái là dính con rồi. Tức là từ lúc mà thả mồi xuống biển là chưa đầy 30 giây à, cái này chưa được. Bắt đầu thả. Đó, chưa đầy 30 giây. Dính một con nữa. Rất nhanh. Rất là thú vị. Chưa được. Cá thường nó đi theo đàn các vị. Chưa được.
cái đoạn này khó nè. Nãy giờ chờ lâu nha. Hấp dẫn. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng Jim đi xem cảnh câu cá biển Vũng Tàu. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.